Chương 421, người thừa kế La gia trở lại tổ trạch của nhà họ La, phần lớn người đã lựa chọn rời đi, chẳng qua vẫn có không ít người còn ở lại nhà họ La, những người này đa số đều là trưởng bối gia tộc sư môn của người tham gia, sau khi bọn hắn biết được đại La Kim Quả đang rơi vào tay Phương Minh, tuy rằng tiếc hận nhưng cũng không kinh ngạc gì lắm, bởi vì điều này nằm trong dự liệu của bọn họ. Đương nhiên, cũng không thiếu cường giả bắt đầu gây chuyện với nhà họ La bởi vì đệ tử của bọn họ đã chết trong tổ địa của nhà họ la nhà họ la nhất định phải đưa ra một câu trả lời hợp lý chẳng qua việc này không liên quan gì với phương minh sau khi về tới tổ trạch nhà họ la phương minh trực tiếp về sân của mình chẳng qua điều khiến cậu cảm thấy bất ngờ là la cẩm thành dĩ nhiên không ở trong sân lẽ nào la cẩm thành gặp phải chuyện gì nghĩ đến hai anh em cùng cha khác mẹ của la cẩm thành sắc mặt phương minh phát lạnh đang chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm la cẩm thành thì ngay vào lúc này cửa chính của sân bị đẩy ra la cẩm thành cùng tộc trưởng nhà họ la xuất hiện ở cửa phương công tử chúng tôi tới lúc này không quấy rầy cậu nghỉ ngơi chứ trên mặt tộc trưởng đương nhiệm nhà họ la la tính mang theo dáng tươi cười mà vẻ mặt của la cẩm thành có chút cổ quái nhìn phương minh một cái trong ánh mắt để lộ ra một số tin tức phức tạp nhưng cuối cùng vẫn không nói lấy một lời la tộc trưởng lúc này đến thăm là có chuyện gì vậy theo phương minh la tính lúc này hẳn là phải bận rộn giải quyết những cường giả đến gây chuyện kia chứ không nên xuất hiện ở nơi này điều này càng nói rõ một điểm đối phương tuyệt đối là có chuyện rất trọng yếu mới tìm đến mình chuyện tổ địa nhà họ la của chúng tôi phương công tử hẳn là đã biết ngọn nguồn rồi tôi cũng không muốn nói nhiều ở chỗ này thay mặt nhà họ la ngỏ ý cảm ơn phương công tử nói xong la tính liền cúi người muốn bái phương minh chẳng qua Phương Minh đã trực tiếp tránh khỏi, nhàn nhạt đáp, la tộc trưởng nói quá lời, tôi coi như là theo như nhu cầu, tôi cũng đã nhận được đại la kim quả đan, không phải sao? Nghe được lời nói của Phương Minh, la tính cười ha hả nói rằng, đó là đương nhiên. Đại La Kim Quả đang tự nhiên là thuộc về cậu Phương đây. À, vậy La Tộc trưởng lần này đến là muốn đưa Đại La Kim Quả đang cho tôi sao? Phương Minh cố ý đưa mắt nhìn về phía hai tay rỗng tuếch của La Tính, nét mặt già nua của La Tín co quắp một cái, đáp, cái đại La Kim quả đang này nhất định sẽ đưa cho phương công tử một quả. Chỉ là lúc trước khi tộc nhân tôi kiểm tra cây đại La Kim quả, phát hiện trên cây thiếu ba quả đại La Kim quả. Đã hiểu rõ. Thấy La Tín nhìn mình. Phương Minh cuối cùng cũng biết vì sao La Tín tìm tới cửa, hẳn là hắn ta tới để đòi ba miếng đại la kim quả kia, rất hiển nhiên, người nhà họ la gần 10 năm nay không tới gần cây đại la kim quả, biết cây đại la kim quả phải có ba quả nhưng vừa kiểm tra liền phát hiện không thấy ba quả kia đâu cho nên cho rằng chính mình đã hái đi phương minh cười như không cười không trả lời phương công tử đây là đại la kim quả đang chỉ cần phương công tử nguyện ý trả đại la kim quả vậy đại la kim quả đang này lập tức dâng lên cho công tử ngay mặt khác phương công tử còn có yêu cầu gì thì cứ nói ra chỉ cần nhà họ la của tôi có thể làm được nhất định toàn lực thỏa mãn dùng điều này đến cảm tạ ân tương trợ của Phương Công Tử Thấy Phương Minh không nói lời nào la tính cũng không gấp bởi vì trước khi tới hắn đã dự liệu trước loại tình huống này rồi Đại La Kim Quả tuy rằng cũng là thánh dược nhưng nếu như chưa được luyện chế thành đan dược mà tùy tiện dùng thì hiệu quả sẽ giảm đi nhiều mà để chế tạo Đại La Kim Đan nhà họ la chúng tôi cũng phải dùng rất nhiều dược liệu trân quý Không chỉ có riêng một loại Đại La Kim Quả Phương Minh vẫn là mỉm cười không nói bởi vì cậu tin tưởng đây còn chưa phải là ác chủ bài cuối cùng của nhà họ la la tính có chút ngồi không yên bởi vì phương minh quá bình tĩnh cuối cùng hắn chỉ còn cách đưa mắt nhìn về phía la cẩm thành cẩm thành à phương công tử đã chiếu cố cháu lâu như vậy cháu cũng phải cảm tạ phương công tử một chút dù sao sau ngày hôm nay cháu sẽ nhận tổ quy tông một lần nữa trở lại nhà họ la rồi hơn nữa lão tổ lại còn rất coi trọng cháu đấy dự định bồi dưỡng cháu thành tộc trưởng đời sau của nhà họ la lúc này đây vẻ mặt của phương minh cuối cùng cũng có biến hóa con ngươi ngưng lại nhìn về phía la cẩm thành ánh mắt của phương minh nhìn về phía la cẩm thành cậu đã nghĩ tới có lẽ nhà họ la sẽ nói ra những điều kiện khác nhưng cậu thật không ngờ nhà họ la vậy mà lại để la cẩm thành tới nói giúp dựa vào quan hệ của la cẩm thành cùng nhà họ la la cẩm thành sẽ đồng ý sao vẻ mặt của la cẩm thành có chút phức tạp đưa mắt nhìn hướng phương minh sau đó lại nhìn la tính bên cạnh một chút một lúc sau mới mở miệng nói, tộc trưởng, có thể để cho tôi nói chuyện riêng với ông chủ phương một chút không? Đương nhiên có thể. Vừa vặn tôi cũng có chút việc phải xử lý, liền rời đi trước. La tính cười ha ha một tiếng, sau khi lên tiếng chào hỏi Phương Minh liền xoay người rời khỏi sân, mà sau khi La tính rời khỏi sân, ánh mắt của Phương Minh nhìn chầm chầm La Cẩm Thành, từ tốn nói, anh trở lại nhà họ La rồi. Từ lúc La Cẩm Thành gọi La Tín là tộc trưởng mà không phải tộc trưởng nhà họ La, cậu liền biết rõ La Cẩm Thành đã trở lại nhà họ La rồi, bởi vì nếu như La Cẩm Thành không trở lại nhà họ La thì chắc hẳn anh ta phải gọi tộc trưởng nhà họ La. Ừm. La Cẩm Thành gật đầu, vẻ mặt có chút phức tạp, dường như là không biết phải đối mặt Phương Minh như thế nào. Một lúc sau mới lên tiếng, "Tôi vốn cho là cả đời này tôi cũng sẽ không trở lại nhà họ La." cũng không đủ khả năng dính líu quan hệ cùng nhà họ la thế nhưng tôi phát hiện có đôi khi sự thực không hề giống như tôi nghĩ cuối cùng la cẩm thành cũng không giấu dếm nói hết những chuyện anh ta gặp phải ở nhà họ la sau khi phương minh rời đi ngay khi phương minh đi tới tổ địa của nhà họ la một vị trưởng lão nhà họ la đã tìm tới anh ta ngay từ đầu la cẩm thành còn tưởng rằng nhà họ la muốn xuống tay với anh ta cho nên anh ta đã chuẩn bị kỹ càng thế nhưng mãi tới sau đó anh ta mới phát hiện người muốn gặp anh ta dĩ nhiên lại là ông tổ nhà họ la mà điều càng khiến anh ta không nghĩ tới chính là ngoại trừ ông tổ nhà họ la hai người anh em cùng cha khác mẹ của anh ta cũng ở đây khác biệt chính là lúc này sắc mặt hai người tái nhợt vẻ mặt phẫn nộ la cẩm thành còn cho rằng hai người này tìm tới ông tổ nhà họ la nói cho ông tổ nhà họ la thân phận của anh ta để ông tổ nhà họ la nghiêm phạt anh ta mà khi ông tổ nhà họ la mở miệng la cẩm thành lại thật không ngờ ông tổ nhà họ la dĩ nhiên trực tiếp mở miệng nói xin lỗi anh ta lại còn tự nhận nhà họ la có lỗi với anh ta cùng mẹ của anh ta chuyện năm đó bởi vì lão tổ đang bế quan cho nên cũng không biết rõ tình hình cho dù la cẩm thành có căm hận nhà họ la tới cỡ nào nhưng khi ông tổ nhà họ la nhân vật cấp bậc này đột nhiên nói xin lỗi anh ta trong thoáng chốc liền lúng cuốn không biết nên ứng đối như thế nào huống chi thái độ của ông tổ nhà họ la lại thành khẩn như vậy thậm chí để tỏ lòng ấy nấy đối với La Cẩm Thành, ông tổ nhà họ La trực tiếp hạ lệnh bắt hai người anh em cùng cha khác mẹ xin lỗi anh ta, đồng thời ở ngay trước mặt anh ta đuổi hai người này ra khỏi nhà họ La, trong vòng 10 năm, không cho phép trở lại. Ngoài ra, ông tổ nhà họ La lại còn đồng ý để anh ta dời di hài mẹ mình về đây, chôn ở bên phần mộ tổ tiên nhà họ La, sau đó còn thêm chính danh cho mẹ anh ta. Cho tới nay, la cảm thành chưa hề nghĩ tới đời này mình còn có thể tha thứ cho người nhà họ la nhưng hành động của ông tổ nhà họ la lại khiến trong lòng anh ta xuất hiện dao động nhân tính có đôi khi chính là khó hiểu như vậy mượn một người làm công đến nói anh ta gặp phải đãi ngộ không công bằng ở công ty trong lòng tràn đầy cừu hận đối với công ty này phát thể đời này sẽ không trở lại công ty thêm một lần nào nữa mà một ngày kia chủ tịch công ty mẹ nơi đã ngược đãi anh ta đích thân tìm tới anh ta sau đó biểu thị xin lỗi, đồng thời trừng phạt những người trong công ty đã hãm hại anh ta, cuối cùng xin anh ta trở lại công ty, vậy anh ta nên lựa chọn thế nào đây? Huống chi, ông tổ nhà họ La là tầng thứ gì, lại còn thả thấp thái độ như vậy, trong lòng La Cẩm Thành đúng là có chút dao động. Chương 422: Phản bội. Nhưng mà cuối cùng điều khiến la cẩm thành đồng ý trở về đây chính là vì lời cam đoan của ông tổ đối với anh ta ông tổ nhà họ la đã bảo đảm chỉ cần anh ta trở lại nhà họ la nhà họ la sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng anh ta sẽ cho anh ta tài nguyên tốt nhất thậm chí còn có thân phận người thừa kế chức tộc trưởng tương lai của nhà họ la toàn bộ nhà họ la một đời tuổi trẻ hiện nay chỉ có hai người có được thân phận như vậy mà la cẩm thành trở về chính là người thứ ba ông chủ phương cậu biết không tôi coi trọng nhất chính là điều kiện cuối cùng này không phải tôi muốn trở thành tộc trưởng nhà họ la cũng không phải tôi tham luyến tài nguyên nhà họ la tôi chỉ muốn chứng minh cho những người trước đây đã khi dễ mẹ tôi thấy tôi muốn leo lên trên đầu của bọn họ để cho bọn họ hiểu thế nào là hối hận cùng sợ hãi lúc la cẩm thành nói lời này biểu tình trên mặt có chút vặn vẹo phương minh khẽ thở dài một cái cậu hiểu được tâm tư của la cẩm thành rồi trước đây mẹ của la cẩm thành bị người nhà họ la bắt nạt cuối cùng lưu lạc tha hương sau khi sinh hạ anh ta liền qua đời la cẩm thành muốn để những người nhà họ la đó biết hành động lúc trước của bọn họ là ngu xuẩn tới cỡ nào muốn cho những người đó ăn ngủ không yên đây là một loại tâm lý báo thù đối với lựa chọn của la cẩm thành phương minh không biết nên đánh giá thế nào hơn nữa cậu cũng không tiện đánh giá không trải qua chuyện của la cẩm thành thì không thể nào hiểu được tâm tình của người trong cuộc cho nên, anh bây giờ là muốn thay nhà họ La tới tìm tôi đòi Đại La Kim Quả. La Cẩm Thành trầm mặt, cúi đầu nhìn mặt đất, biểu biểu môi rồi mới mở miệng nói, nếu như có thể. Vậy nếu tôi nói cho anh biết, căn bản tôi không hề lấy được Đại La Kim Quả, anh tin không? Khi lời của Phương Minh vừa nói ra khỏi miệng, La Cẩm Thành ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn hướng Phương Minh, Phương Minh cũng đưa mắt nhìn về phía anh ta, hai người bốn mắt đụng vào nhau một lát sau, la cẩm thành đột nhiên gật đầu tôi tin sau khi nói xong lời này la cẩm thành trực tiếp xoay người đi về phía bên ngoài viện phương minh nhìn bóng lưng của la cẩm thành cũng không mở miệng ngăn cản chỉ là hiếp mắt nhìn thân ảnh của la cẩm thành biến mất ở cửa viện trong lòng phương minh hiểu la cẩm thành đi chuyến này liền có nghĩa giao tình vốn có của bọn họ đến đây là kết thúc nhà họ la trưởng lão viện cẩm thành thế nào La tính thấy La Cẩm Thành tiến đến Liền vội mở miệng hỏi Phương Minh nói cậu ta không hái được đại La Kim quả La Cẩm Thành đáp Không thể nào Một vị trưởng lão nhà họ La trực tiếp bác bỏ Ba quả kia chắc chắn nằm trong tay cậu ta Bởi vì nhà họ La chúng ta đã 10 năm rồng không hề hái quả La Cẩm Thành trầm mặt, không nói được một lời Quan hệ của Cẩm Thành cậu và Phương Minh dường như không tốt như cậu nói phương minh đây là không cho cậu một chút mặt mũi à một trưởng lão khác nhà họ la có chút âm dương quái khí nói được rồi đều đừng nói nữa la tính mở miệng cắt đứt lời mấy vị trưởng lão đưa mắt nhìn hướng la cẩm thành cẩm thành hay là cậu lại đến chỗ phương minh thử lại lần nữa không cần nếu phương minh nói như vậy tôi đi nữa kết quả cũng vậy mà thôi la cẩm thành cự tuyệt vậy chỉ có thể đợi xem lão tổ quyết định thế nào, Cẩm Thành cậu đi theo tôi đi. La Tín nhìn chầm chầm La Cẩm Thành, sau đó ra hiệu La Cẩm Thành đi tới nơi ở của lão tổ với hắn ta. Ông tổ nhà họ La chỗ ở phía cuối hậu viện trong tổ trạch của nhà họ La, ngoại trừ La Tín cùng số ít cao tầng nhà họ La, những người khác đều không có tư cách bước vào viện này. Lão tổ La Tín ở cửa gõ mấy cái, sau đó mới cất bước đi vào sân, lúc này trong sân, Ông tổ nhà họ La đang ngồi ở trước bàn đá, trên bàn đá trừ ông ta ra còn có một người đàn ông nữa. Nhị công tử. La Tính có chút kinh ngạc hô một câu, mà La Cẩm Thành nghe được lời nói của La Tính, liền ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía thân ảnh ngồi đối diện với lão tổ kia, trong mắt có tinh quang lóe lên. Nếu như anh ta không nhớ lầm, nhị công tử mục võ dường như là có ân oán với Phương Minh, hơn nữa đại điển đã sớm kết thúc, mọi người đều đã rời đi không sai biệt lắm, vì nhị công tử này xuất hiện ở trong sân của lão tổ là có chuyện gì lão tổ chưa thành công sau khi la tính chào hỏi một võ liền lắc đầu với ông tổ nhà họ la đôi mắt già nua của la thương hiếp lại không nói gì thêm chỉ là lại thêm một bình nước trà nhị công tử uống trà trên mặt một võ lộ ra dáng tươi cười giơ chén trà lên anh ta biết la thương làm ra cử động như vậy có nghĩa đã đáp ứng yêu cầu hợp tác của hắn ta a à tính Cẩm Thành, tất cả ngồi đi. La Thương hướng phía La Tín cùng La Cẩm Thành vẫy vẫy tay, ra hiệu hai người cùng ngồi xuống, sau đó La Thương chỉ vào La Cẩm Thành nói rằng, Cẩm Thành là người nhà họ La, chỉ có điều những năm trước đây vẫn là lưu lạc ở bên ngoài, mới vừa trở về nhận tổ quy tông, hơn nữa quan hệ của Cẩm Thành cùng Phương Minh cũng không phải nông cạn. A. À, một võ dùng ánh mắt ý vị thâm trường đánh giá La Cẩm Thành, anh ta biết La Thương nói lời này là có ý gì. Cẩm Thành, cậu biết Phương Minh từ đâu đến không? Trên mặt một võ mang theo dáng tươi cười dò hỏi. Ánh mắt của La Cẩm Thành lóe lên một cái, anh ta đương nhiên biết Phương Minh đến từ nơi nào, Phương Minh cùng đại trụ đều từ một sơn thôn đi ra, mà anh ta và đại trụ ở chung cũng được một đoạn thời gian rất dài, từ trong miệng đại trụ đã biết rất nhiều chuyện của Phương Minh, thậm chí chuyện về sư phụ của Phương Minh cũng biết một hai. Cẩm Thành, nhị công tử là khách quý của nhà họ La chúng ta la thương mở miệng nói một câu la cẩm thành do dự một chút sau đó mới đáp nhị công tử tôi và phương minh quả thật có quen biết tôi cũng biết phương minh từ đâu đến vậy thì thật là tốt tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo cẩm thành trong mắt một vỏ có tia sáng ánh mắt rơi vào trên người la cẩm thành nói rõ từng chữ từng chữ vậy cậu có biết sư phó của phương minh bổ thiên chí tôn bây giờ đang ở đâu không lời này vừa nói ra sắc mặt la cẩm thành biến hóa một chút mà La Thương cùng La Tính hai người cũng đưa mắt nhìn chầm chầm La Cẩm Thành, chờ đợi câu trả lời của La Cẩm Thành. Chỉ là một hồi như vậy, sau lưng La Cẩm Thành đã tràn đầy mồ hôi lạnh, bởi vì anh ta biết một võ hỏi cái này là muốn làm gì, mà anh ta cũng vừa vặn từ trong miệng đại trụ biết một số chuyện về sư phó của Phương Minh. Quên đi, tôi trực tiếp hỏi rõ ràng đi, phải chăng bổ thiên chí tôn đã chết? Thấy La Cẩm Thành không trả lời, một võ trực tiếp hỏi. Cẩm Thành, bây giờ cậu là người thừa kế chức vị tộc trưởng tương lai của nhà họ La, phải lấy lợi ích của nhà họ La làm trọng. Ba miếng đại la kim quả có ý nghĩa phi phạm đối với nhà họ la chúng ta. Lúc này gia tộc quyết định lấy một trong ba miếng dùng để luyện chế đại la kim quả đan. Mà đại la kim quả đan này thuộc về cậu. La tính thấy la cẩm thành trầm mặt, sau khi nhận được ánh mắt chỉ dẫn của lão tổ, ở một bên bắt đầu hướng dẫn. Cẩm thành, cậu cần phải nắm chắc cơ hội này nha vẫn trầm mặt như cũ, thế nhưng đôi tay bên dưới bàn đá của La Cẩm Thành lại đang siết chặt, bởi vì anh ta biết rõ câu trả lời của anh ta có ý nghĩa như thế nào đối với Phương Minh. Chương 423, Người Thừa Kế Trưởng Tộc Sân Nhà Họ La Phương Minh nhìn ba quả đại la kim quả đặt trên bàn. Ba quả đại la kim quả này lóe lên màu vàng sáng chói mê người, khiến người ta không kìm được muốn chạm tay vào vuốt ve nhìn thấy ba quả đại la kim quả này phương minh lại cảm thấy rối bời từ tổ địa của nhà họ la biết được hành vi vô liêm sĩ của họ trong lòng phương minh đã không còn hảo cảm với nhà họ la huống chi hành động của nhà họ la vốn cũng không được xem là quan minh chính đại gì vì lợi ích gia tộc của mình mà hại chết bao nhiêu người tu luyện trẻ tuổi tài năng tuấn tú như vậy những thanh niên trẻ tuổi tài cao này có người là toàn bộ hy vọng của môn phái nhỏ hoặc của tiểu gia tộc nào đó, bây giờ đã bị chôn vùi tại tổ địa nhà họ La, cũng đồng nghĩa mọi hy vọng đã không còn. Tất cả điều này là do nhà họ La gây ra. Vậy nên, khi La Cẩm thành đại diện nhà họ La tiến đến đòi ba quả đại La kim quả kia cậu mới từ chối thẳng thừng. Đến lúc đi rồi, Phương Minh lẩm bẩm một câu, lấy ba quả đại La kim quả. Nhà họ La cậu không còn muốn ở lại thêm một phút nào nữa về phần đại la kim quả đan của nhà họ la cậu cũng không còn mong đợi nữa bởi vì cậu biết sau khi cậu nuốt ba quả đại la kim quả này nhà họ la sẽ không cho cậu đại la kim quả đan nữa hoàng hôn buông xuống la dương xuất hiện phương công tử tộc của tôi tối nay có tổ chức tiệc tạ ơn cảm ơn tất cả đại diện từ khắp nơi đã tham gia lễ lần này của nhà họ la tôi Tộc trưởng có ý bảo tôi tới mời Phương Công Tử. Tôi biết rồi, lát nữa sẽ đến. Phương Công Tử, địa điểm tổ chức yến tiệc lần này hơi xa một chút. Tôi đứng ở cửa đợi cậu, dẫn đường đưa cậu đi. Nghe La Dương nói thế, Phương Minh hơi kinh ngạc nhìn La Dương. Nhưng cậu không nói gì, chuẩn bị xong thì đi ra sân. La Dương mỉm cười đi trước dẫn đường. Sau khi lễ nhà họ La chấm dứt, rất nhiều người đã ra về nhưng những người này vẫn chưa rời khỏi tương dương thì nhận được thông báo của nhà họ la chính là lão tổ nhà họ la muốn tổ chức tiệc tạ ơn hy vọng mọi người quay lại tham gia cường giả như lão tổ nhà họ la đã lên tiếng mời tất nhiên sẽ không có ai từ chối không ai sẽ vì chuyện một bát cơm mà không nể mặt nhà họ la vậy nên khi phương minh được la dương dẫn đường đến buổi tiệc trên đường cũng gặp không ít người tu luyện đến dự tiệc đối phương mỉm cười chào hỏi phương minh phương minh cũng đáp lễ chào lại tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều lịch sự chào hỏi phương minh chỉ ít mấy người đang ở trước mặt cậu đây nhìn phương minh với ánh mắt không có hảo ý lữ trí thần phương minh nheo mắt nhìn mấy người trước mặt trong bốn người này cậu biết hai người trong đó có một người là ông già đã đứng về phía lữ trí thần trong cuộc khiêu chiến thư sinh tử gần như ngay lập tức phương minh có thể đoán ra bốn người này đều là người của một võ nhưng Phương Minh có chút bất ngờ là vì, lúc trước rõ ràng một võ đã buông tha cho Lữ Trí Thần, mặc cho Lữ Trí Thần tự sinh tự diệt, sao bây giờ Lữ Trí Thần còn đứng cùng với đám thủ hạ của hắn ta? Phương Minh Lữ Trí Thần nhìn Phương Minh với ánh mắt thù hận. Trong giọng nói đầy sự căm phẫn. Chính vì tại con người trước mắt này, khiến anh ta không thể báo thù cho gia đình, cuối cùng suy bại khiến tất cả người tu luyện đều chê cười, khiến nhị công tử mất mặt. Chư vị, phương công tử là khách quý của nhà họ la chúng tôi thấy không khí hai bên không được ổn lắm la dương vội vàng mở miệng nếu phương công tử xảy ra tranh cãi ở đây tộc trưởng và trưởng lão khẳng định sẽ không tha cho ông ta trí thần bình tĩnh đừng quên lời dặn của nhị công tử ông lão bên cạnh nhắc nhở lữ trí thần dù sao đây cũng là nhà họ la cho dù là nhị công tử cũng không muốn đắc tội với nhà họ la dù sao thực lực của nhị công tử vẫn chưa thể so với lão tổ nhà họ La được. Trí Thần, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Không việc gì phải gấp. Lần này anh có thể được nhị công tử cất nhắc lần nữa, cho thấy nhị công tử vẫn còn rất coi trọng anh, đừng gây khó khăn cho nhị công tử. Nghe người bên cạnh khuyên bảo, Lữ Trí Thần thu mắt lại, nhưng vẫn không thể che giấu nỗi căm hận của mình, hai tay nắm chặt, cuối cùng không cam lòng bỏ đi. Phương công tử Thật ngại quá, là chúng tôi không sắp xếp chu đáo. Nhưng Phương công tử yên tâm, ở nhà họ La chúng tôi, không có ai dám động thủ với Phương công tử đâu." La Dương tỏ vẻ có lỗi hướng Phương Minh nói. Phương Minh khoát tay, mắt nhìn bóng dáng Lữ Trí thần rời đi, trong lòng đột nhiên có một trực giác, vẻ mặt Lữ Trí thần hơi khác thường. Buổi tiệc của nhà họ La được tổ chức ở hậu viện nhà họ La. Khi Phương Minh đến, hơn 10 bàn tiệc rượu đã ngồi đầy người. La Dương dẫn Phương Minh đến thẳng bàn phía đầu. Phương công tử. Niệm giao băng mỉm cười nhìn về phía Phương Minh, bên cạnh cô là ghế trống. Phương Minh ngồi xuống bên cạnh niệm giao băng, ánh mắt cũng dừng ở vị trí đối diện bạn, một võ đang ngồi ở đó nhắm mắt. Ngay khi Phương Minh vừa mới ngồi xuống, một võ cũng mở mắt. Hai người bốn mắt đối diện nhau, Phương Minh có thể cảm nhận sát khí trong mắt một võ chẳng lẽ hai người đàn ông muốn giết mình ở trong rừng lúc trước là do hắn ta sắp xếp thu mắt lại phương minh trong lòng có suy đoán hơn nữa trực giác nói với cậu khả năng là một võ vô cùng lớn mà đối phương cũng có thực lực để sắp xếp người giết mình ngồi bàn này đa số đều là người trẻ tuổi trong đó có mấy người phương minh cũng từng có giao thiệp chính là nhóm người tôn tử kiện nhóm người tôn tử kiện cũng biết mâu thuẫn giữa phương minh và một võ vậy nên sau khi Phương Minh ngồi xuống chỉ mỉm cười chào hỏi. Cũng không giao tiếp nhiều với Phương Minh, bởi vì họ cũng không muốn đắc tội với hai bên. Một bên là đệ tử Chí Tôn, một bên là nhị công tử một trong tứ đại công tử, cho dù là bên nào họ cũng không muốn đắc tội. Vậy nên lúc này dùng thái độ này là tốt nhất. Mục võ lại nhắm mắt dưỡng thân. Phương Minh sau khi trò chuyện đôi ba câu với niệm giao băng cũng nhắm hai mắt lại không khí bàn này khác hẳn các bàn khác, vô cùng lạnh lẽo im ắng. 15 phút trôi qua, lão tổ nhà họ la xuất hiện trước mặt mọi người. Sự xuất hiện của ông khiến cả hội trường im lặng. Phương Minh cũng mở mắt. Ánh mắt lướt qua lão tổ nhà họ la, dừng lại trên người đứng phía sau lão tổ nhà họ la la cẩm thành. Bên cạnh lão tổ nhà họ la, ngoài trừ tộc trưởng nhà họ la la tính và một vài vị trưởng lão nhà họ la, la cẩm thành xem như là người trẻ tuổi duy nhất vậy nên không ít người đều dùng ánh mắt tò mò nhìn anh ta bởi vì họ chưa từng gặp la cẩm thành mọi người vừa xem vừa nghĩ người trẻ tuổi mà có thể đứng bên cạnh lão tổ nhà họ la tất nhiên là được lão tổ nhà họ la coi trọng cũng là thế hệ trẻ được nhà họ la chú trọng bồi dưỡng nhưng mà trước kia họ đã tìm hiểu những đệ tử trẻ tuổi được nhà họ la chú trọng bồi dưỡng nhưng không có người đang đứng trước mặt đây đầu tiên lão phu xin cảm ơn mọi người đã đến đây tham gia lễ mừng của lão phu để tỏ lòng cảm ơn lão phu cố ý mở tiệc đãi mọi người suốt ba ngày tất nhiên ngoại trừ việc đó ra lão phu cũng có một tin muốn tuyên bố la thương quét mắt khắp hội trường những người có mắt ở hiện trường cũng dùng ánh mắt tò mò chăm chú nhìn la thương họ không biết phía sau nhà họ la còn có chuyện gì muốn tuyên bố đệ tử nhà họ la la cẩm thành bước ra khỏi hàng la cẩm thành bước lên đứng thẳng trước mặt mọi người không hề chớp mắt chư vị cẩm thành là đệ tử ưu tú của nhà họ la tôi nhưng vì một số nguyên nhân năm xưa phải lưu lạc bên ngoài hôm nay cẩm thành nhận tổ quy tông trở về nhà họ la tôi la thương vừa nói xong những người ở đây đều khiếp sợ bởi vì họ biết nếu chỉ là một đệ tử nhà họ la lưu lạc bên ngoài quay về tuyệt đối sẽ không tuyên bố rộng rãi như vậy Thậm chí nói một câu khó nghe chính là, căn bản là không thể quấy rầy đến bên phía lão tổ nhà họ la. Đại gia tộc như nhà họ la có hơn một ngàn người, lão tổ nhà họ la làm sao sẽ nhớ một tiểu bối chứ? Chuyện thế này bình thường cứ để trưởng lão xử lý là được rồi. Vì vậy cho nên, nhà họ la chắc chắn vẫn chưa tuyên bố xong. Giống như mọi người suy đoán, là thường ngay sau đó tiếp tục nói, ngoài ra, Cẩm Thành sẽ là người kế thừa tộc trưởng tương lai của nhà họ la tôi. Nhà họ La tôi sẽ bồi dưỡng toàn diện. Chương 424, trả thù. Si sao? Những lời này vừa được tuyên bố, cả hội trường liền tồ lên. Một người đệ tử lưu lạc bên ngoài, vừa mới về đã trở thành người thừa kế tộc trưởng, chuyện này thật sự khó có thể tin được. Phải biết rằng, đệ tử gia tộc bình thường lưu lạc bên ngoài chỉ có hai khả năng, một là ở trong tộc bị hãm hại không thể tiếp tục ở lại được, hai là vì lý do ngoại ý muốn mới phải rời khỏi gia tộc. Nhưng cho dù là tình huống nào đều không thể so với đệ tử vẫn luôn nhận được sự bồi dưỡng của gia tộc được, cho dù có trở về gia tộc thì cùng lắm chỉ là đệ tử bình thường mà thôi. Người tên La Cẩm Thành này thoạt nhìn thực lực cũng không mạnh lắm. Đúng vậy, nếu là đệ tử có thiên phú thì trong giới tu luyện cũng phải có chút danh tiếng chứ tôi chưa từng nghe tên người này bao giờ trong khi mọi người trong yến tiệc đang bàn tán phương minh lại hơi nheo mắt lại la cẩm thành vậy mà lại trở thành người thừa kế tộc trưởng tương lai của nhà họ la điều này có hơi nằm ngoài suy đoán của cậu nếu như la cẩm thành đòi thành công ba quả đại la kim quả từ trong tay mình thì việc cao tầng nhà họ la bồi thường và cho la cẩm thành đãi ngộ như vậy còn có thể hiểu nhưng la cẩm thành không làm được cao tầng nhà họ la vì sao lại đưa ra quyết định như vậy chứ? Họ không sợ các đệ tử trẻ khác nhà họ la không phục trong lòng sao? Phương công tử, đây không phải là nhân viên của cửa hàng huynh sao? Niệm giao băng nhìn về phía phương minh, đôi mắt to tròn tỏ ra tò mò. Giọng của cô không nhỏ, làm những người khác trên bàn cũng nghe thấy, kể cả các bàn khác cũng nghe được. Mọi người ngay lúc này đều đổ dồn ánh mắt về phía phương minh. Ai cũng thấy chấn động theo họ thấy la cẩm thành có thể trở thành người thừa kế tộc trưởng chắc chắn có liên quan đến phương minh nhà họ la đây là muốn ông đùi phương minh đây mà hoặc nói chính xác hơn là bổ thiên chí tôn sau lưng phương minh giao dịch này quá rõ ràng ngay cả vị trí tộc trưởng cũng có thể lấy ra trao đổi thử nghĩ xem quan hệ của người tên la cẩm thành này và phương công tử rất tốt đợi đến khi la cẩm thành lên làm tộc trưởng nhà họ la vậy nhà họ la sẽ có quan hệ mật thiết với phương công tử nếu ai có ý đồ với nhà họ la vậy phải suy xét xem có gánh nổi cơn lửa giận của bổ thiên chí tôn không đêm khuya phương minh nghỉ ngơi trong phòng bịch phương minh đang nằm trên giường đột ngột xoay người từ trên giường nhảy xuống ngay khi cậu nhảy xuống giường đứng vững trên mặt đất chân phải liền vung cú đá vào bóng tối vật nặng rơi xuống đất phát ra tiếng cả phòng đều bị rung động mấy cái phương minh tập trung quan sát tay phải nắm lá bùa trực tiếp ném ra bùa bừng cháy chiếu sáng khắp cả phòng phương minh rốt cục cũng nhìn thấy rõ vật xâm nhập vào phòng cậu là gì đó là một con khỉ chỉ có điều vẻ mặt con khỉ này rất dữ tợn tuy nằm trên mặt đất nhưng vẫn dương nanh múa vuốt với cậu chỉ nhìn thoáng qua phương minh đã biết con khỉ này đã bị người khác khống chế không hề do dự Phương Minh đi thẳng ra ngoài, mắt nhìn ra ngoài sân. Trong sân có một bóng đen. Nhưng bóng đen đó vừa nhìn thấy cậu xuất hiện liền cuốn quyết chạy ra ngoài. Còn muốn chạy. Phương Minh cười lạnh, lấy tố chất thân thể cậu, chỉ cần mấy bước đã đuổi theo kịp bóng đen đó. Cậu dùng tay chọc lấy vai đối phương. Bóp. Bóng đen lão đảo, chú người về phía trước. Nhờ ánh trăng Phương Minh mới thấy rõ diện mạo của đối phương. Lữ Trí Thần. Nhìn thấy Lữ Trí Thần, Phương Minh ban đầu có hơi kinh ngạc, nhưng liền lập tức hiểu ra. Lữ Trí Thần hận mình, biết mình ở nhà họ la nên mới thừa dịp đêm khuya muốn trả thù mình đây mà. Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, cách đó không xa có tiếng nói. Người nhà họ la xuất hiện. Rõ ràng người nhà họ là rất chú ý an toàn của Phương Minh, sắp xếp người trong chừng. Cậu Phương, xảy ra chuyện gì vậy? la dương và người nhà họ la thấy lữ trí thần ngã trên mặt đất lại nhìn thấy phương minh đang đứng đó con mắt hơi co lại trong lòng đã hiểu chuyện gì xảy ra cậu phương yên tâm chuyện này nhà họ la chúng tôi chắc chắn sẽ làm rõ cho cậu phương minh không nói gì cậu biết nếu người nhà họ la xuất hiện cậu sẽ không có cơ hội tiếp tục ra tay với lữ trí thần nhưng nhà họ la nếu đã nói vậy vậy chắc chắn họ sẽ làm rõ chuyện này cho cậu để người nhà họ la mang lữ trí thần đi, Phương Minh đứng ở cửa viện cả buổi, ngay sau đó đột nhiên nghĩ ra gì đó, vội vàng xoay người trở về sân, vào phòng mình. Con khỉ kia vẫn còn nằm trên mặt đất. Thấy Phương Minh quay lại, nó liền dương nanh múa vuốt. Phương Minh không quan tâm vẻ hung dữ của nó, đi lên trước, nắm con khỉ nhấc lên, rồi lấy tay sờ mông nó mấy cái. Không lâu sau, cậu lấy từ đó ra một mảnh giấy. Mảnh giấy đầy nếp gấp, mắt phương minh sáng lên sau khi đọc xong mảnh giấy trên khuôn mặt cậu chỉ còn lại hàng quan ở một nơi khác trong viện mục võ ở lữ trí thần quỳ gối trong viện mục võ quay lưng về phía anh ta các lão giả khác thì đứng bên cạnh mục võ vẻ mặt căm tức nhìn lữ trí thần lữ trí thần cậu có biết hành động của cậu mang đến cho nhị công tử bao nhiêu phiền phức không đã nói trước rồi nhị công tử đã nghĩ ra kế sách đối phó phương minh rồi cậu không được nhị công tử cho phép lại dám âm thầm động thủ với phương minh theo lý phải bị nghiêm trị lữ trí thần quỳ gối không nói một lời mắt nhìn chầm chầm một võ con khỉ ngươi khống chế đâu một hồi lâu sau một võ đột nhiên mở miệng hỏi ở trong viện phương minh đi tìm người nhà họ la bảo họ đem con khỉ đó lại đây một võ cuối cùng cũng xoay người lại mắt nhìn về phía một ông lão bên cạnh ra lệnh nói vâng. 15 phút sau, ông lão đem con khỉ về viện. Mục võ vương tay phải ra, con khỉ kia bị hắn ta chọc lấy giữa không trung. Con khỉ dãy giụa, sau đó không đến 3 giây thì dừng lại. Răng rắc. Mục võ trực tiếp vặn đứt cổ con khỉ, sau đó tùy tiện vứt con khỉ xuống đất. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Mục võ bình thản nói, nói xong thì trở về phòng. Lữ trí thần nhìn mục võ biến mất, thở phào một hơi cứng người ngã xuống đất hiện tại biết sợ thì sớm đừng làm may nhờ nhị công tử nhân từ bằng không hiện tại cậu chỉ còn cái xác thôi đấy lữ trí thần không trả lời chỉ quỳ rạp trên mặt đất mắt nhìn xác con khỉ bị đứt đầu kia một hồi lâu lúc đợi cho tất cả mọi người đều đi rồi anh ta mới đứng dậy nhặt xác con khỉ lên sau đó khập khiễng đi về phòng mình cậu phương sáng sớm hôm sau Phương Minh vừa mới mở cổng viện, La Dương đã đứng đợi ở đó. Ngoài La Dương còn có hai ông lão cũng đang đứng bên cạnh. Cậu Phương, chuyện xảy ra tối hôm qua, tộc trưởng chúng ta cảm thấy rất có lỗi, nên đã cố ý tăng cường phòng bị. Hai người này đều là cao thủ của tộc tôi. Là tộc trưởng cố ý sắp xếp để bảo vệ an toàn cho cậu Phương. Nghe La Dương giải thích, Phương Minh liền nhìn qua hai ông lão. Từ khí tức cường đại tản ra từ người đối phương, Phương Minh dám chắc, hai người này chắc hẳn đã đạt đến cảnh giới cấp địa. Trưởng lão nhà họ La cũng là cảnh giới cấp địa. Nói cách khác, hai ông lão này là một trong những trưởng lão của nhà họ La. Căn cứ theo sự hiểu biết của cậu về nhà họ La, nhà họ La có tổng cộng 8 vị trưởng lão. Nhà họ La thật đúng là hào phóng. Nếu không đọc nội dung trong mảnh giấy hôm qua, Phương Minh thật sự đã tin nhà họ La quan tâm đến an toàn của cậu nhưng bây giờ cậu chỉ dùng ánh mắt như cười như không nhìn hai ông lão này rồi nói không cần tôi đã quyết định hôm nay sẽ rời đi hôm nay đã rời đi rồi sao la dương hơi sửng sốt không ngờ phương minh sẽ đột ngột nói muốn rời đi phải biết rằng tiệc lần này họ chuẩn bị đến ba ngày không có khách nào về trước cả cậu phương có thể cậu không biết chuyện này các tộc trưởng lúc này đang luyện chế đại la kim quả đan luyện chế đại la kim quả đang cần thời gian 3 ngày. Ba ngày sau tộc trưởng sẽ dựa theo giao hẹn lúc trước giao đại la kim quả đang cho cậu. Một trong các trưởng lão nhà họ la lên tiếng. Nghe trưởng lão nói thế, Phương Minh cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng rồi cậu vẫn gật đầu, cười nói, nếu là như vậy, tôi sẽ ở lại thêm hai ngày nữa vậy. Trò chuyện với La Dương vài câu xong, Phương Minh về viện. Ngay khi đóng cửa viện, cậu nhìn thấy bóng dáng hai ông lão đi qua hai bên, đặt ở đó một cái bàn thạch. Rõ ràng, hai trưởng lão nhà họ la này sẽ đứng thủ trước cửa viện cậu cả ngày lẫn đêm. Nhưng Phương Minh càng biết rõ, hai người này bảo hộ cậu là giả, mục đích thật khi canh giữ ở cửa chính là muốn dám thị cậu, ngăn cản cậu rời khỏi nhà họ la. Mắt Phương Minh ánh lên hàng quang. Sau khi đóng cửa viện, cậu đi thẳng về phòng, sau đó gọi điện thoại cho bên ngoài. Chương 425, gió thổi mưa dông báo cơn bão sắp đến. Một giờ sau, Phương Minh cúp điện thoại, ngồi trên ghế, biểu hiện trên mặt âm tình bất định. Trong một giờ, hắn gọi tổng cộng ba cuộc điện thoại ra ngoài, cuộc đầu tiên là gọi về Diệu Hà Thôn, nghe thôn trưởng nói nên biết được, hôm nay trong thôn xuất hiện người xa lạ. Diệu Hà Thôn là một sơn thôn rất vắng vẻ, nói khó nghe một chút thì cả năm có khi cũng không thấy được một người lạ. Hơn nữa, mấy người xa lạ này sau khi đến nơi đó trực tiếp tìm người để tìm hiểu những chuyện về hắn cùng sư phụ của hắn điều này làm cho phương minh hiểu rõ mấy người này chỉ là vì hắn mà đến cú điện thoại đầu tiên này nói cho hắn biết tin tức còn cú điện thoại thứ hai hắn gọi cho đại trụ dựa theo lời đại trụ một hai ngày nay cũng thường có người xa lạ đến cửa hàng bất quá những người này cũng không mua đồ mà chủ yếu là tìm hiểu sự tình của hắn nhưng đại trụ thật ra là một người lanh lẹ cùng đối phương nói qua nói lại chứ không trả lời nếu đối phương nếu hỏi chuyện của phương minh thì hắn cái gì cũng không biết đây là cú điện thoại thứ hai cú điện thoại thứ ba phương minh gọi cho một người khác hắn muốn phòng ngừa chu đáo nếu đối phương tiến hành điều tra hắn rồi vậy nhất định là phát hiện ra đầu mối gì rồi đối phương điều tra hắn không phải hoài nghi thân phận của hắn mà là có chút hoài nghi đối với việc sư phụ của hắn còn ở nhân thế hay không đây là muốn tìm được chứng cứ chứng minh mình sư phụ mình đã không còn trên nhân thế. Nếu có một ngày đối phương xác nhận sư phụ mình không còn ở nhân thế, sẽ xuống tay với mình. La Gia, Mục Võ E rằng còn có thế lực khác cũng tham dự. Từ khi nhìn thấy nội dung trên tờ giấy trắng, Phương Minh liền biết mình lâm vào một cái khống cảnh rồi, La Gia nói là luyện chế Đại La Kim Quả Đan. Trên thực tế chỉ là kéo dài thời gian để đi điều tra phải tự mình cứu mình mà thôi. Phương Minh trong mắt có tinh quang, hắn chỉ có hai ngày, hai ngày sau, La Gia và Mục Võ nhất định là sẽ điều tra ra được kết quả. Hơn nữa, chuyện này cũng không gạt được, chính sư phụ mình trước đây khi phi thăng, trong thôn cũng có không ít người biết, mà hắn không có căn dặn thôn dân trước, cho nên nhất định là sẽ tiết lộ tin tức. Mặt khác, còn có một điểm rất trọng yếu, đó chính là La Cẩm Thành la cẩm thành phần lớn thời gian đều ở cùng đại trụ từ trong miệng đại trụ tất nhiên là biết rất nhiều tin tức nếu như la cẩm thành đem những điều hắn biết nói ra e rằng la gia và một võ càng động thủ nhanh hơn gió thổi mưa dông báo cơn bão sắp đến ba ngày nay phương minh không làm bất cứ hành động gì vẫn tham gia yến hội của la gia tối ngày thứ ba sư tỷ đã có thể xác định tin tức rồi ta biết rồi ngươi đi xuống đi trong một cái viện của La Gia, niệm giao băng ngồi một mình bên bàn, bàn tay mảnh khảnh cầm chặt một chén trà tinh xảo đặc sắc, hành động này đủ để chứng minh lúc này nội tâm của cô ta đang tiến hành một lựa chọn khó khăn. Phương Minh, ta rốt cục có nên đầu tư vào ngươi không? Niệm giao băng nhẹ giọng tự nói. Qua một ít kênh đặc biệt, cô ta đã hiểu được hành động của La Gia và một võ mấy ngày này. Trên thực tế khi La Gia tiếp tục tổ chức yến hội, cô ta đã nhận ra chỗ không thích hợp hơn nữa từ tin tức mà cô lấy được phương minh đã rơi vào tuyệt cảnh ít có khả năng lật bàn cô ta thích đầu tư đầu tư vào những tu luyện giả trẻ tuổi và có thiên phú nhưng làm một người đầu tư cô ta càng hiểu rõ ràng hơn tu luyện giả còn sống có thiên phú thì có giá trị đầu tư người đã chết thì có thiên phú cao tới đâu cũng không có bất kỳ giá trị đầu tư nào thời cổ đại có lạ bất vi đầu tư vào một người cuối cùng trở thành người giàu có hơn cả vua một nước trong lòng niệm giao băng nàng sùng bái nhất cũng không phải là những cường giả kia mà là lã bất vi thời kỳ chiến quốc một thương nhân lại trở thành người có quyền thế nhất toàn bộ thiên hạ đây chính là đầu tư vào chỗ tốt phương minh ngươi có phải là tử sở kế tiếp trầm ngâm trong khoảng khắc niệm giao băng nắm chặt tay phải toàn bộ chén trà vỡ vụn mà trên mặt của cô ta biểu tình cũng từng bước trở nên kiên định bởi vì cô ta đã có quyết định trong viện của lão tổ la gia đã tra rõ, bổ thiên chí tôn đã không còn trên nhân thế. Nhị công tử, ngươi chắc chắn sao? Đây không phải là chuyện đùa giỡn. La tính nhìn về phía mục võ, hắn nhất định phải xác thực rõ ràng, bởi vì chuyện này có quan hệ đến toàn bộ vận mệnh của la gia bọn họ, nếu như bổ thiên chí tôn vẫn còn ở nhân thế, bọn họ ra tay đối với phương minh, vậy chờ đến khi bổ thiên chí tôn nhận được tin tức, toàn bộ la gia sẽ bị diệt môn. Tuy là không có tìm được phần mộ của bổ thiên chí tôn nhưng đã có thể khẳng định, dựa theo những gì bọn thôn dân kia nói thì bổ thiên chí tôn đã phi thăng thành tiên. Phi thăng thành tiên là hân chắc lưỡi, trong tu luyện giới đúng là có truyền thuyết như vậy. Truyền thuyết tu luyện tới tầng cao nhất thì sẽ phi thăng. Đương nhiên, sau khi phi thăng biến thành dạng gì, không ai nói rõ ràng. Có người nói là đi sang một thế giới khác, cái thế giới kia là tiên giới mà có người thì cho rằng phi thăng chính là siêu thoát khỏi kiếp loài người trở thành một sinh vật bất tử bất diệt vĩnh hằng. Nhưng bất kể là loại thuyết pháp nào thì chuyện này cũng vượt xa tầm hiểu biết của bọn họ, hơn nữa giới tu luyện cũng chưa có ai từng thấy cường giả phi thăng. La Thương tiền bối, lẽ nào tiền bối chỉ ngồi yên nhìn hắn đem ba quả đại la kim quả đi? Mục Võ trực tiếp nhìn về phía La Thương. Mà La Thương đang quay lưng về phía mọi người, lão ngước đầu nhìn bầu trời, hiển nhiên lúc này nội tâm của hắn cũng có chút khó quyết đoán, vì một khi phán đoán sai, vậy sẽ phải bồi tán toàn bộ La Gia. La Thương tiền bối, hai chúng ta cùng nhau hợp tác, ở chỗ của ta có một quyển bút ký ghi lại những điều tâm đắc trong khi tu luyện của thiên cấp cường giả, cũng có thể tặng cho tiền bối. Mục võ lại một lần nữa gia tăng lợi ích, còn La Thương lúc này đang quay lưng về phía mọi người thì sắc mặt hơi chấn động một chút, bút ký tu luyện của thiên cấp cường giả, đối với hắn mà nói có sức hấp dẫn trí mạng. Hắn là lão tổ nhà họ La, nhưng cũng là một vị tu luyện giả, hơn nữa còn là tu luyện giả tu luyện tới địa cấp tầng 9, chỉ cách thiên cấp một cảnh giới mà thôi, hơn nữa khí huyết của hắn còn rất thịnh vượng, vẫn còn có cơ hội đột phá đến thiên cấp. Mục võ không nói gì thêm, bất quá hắn tin rằng La Thương sẽ chọn lựa như hắn mong muốn. Quả nhiên, không đến một phút đồng hồ, La Thương xoay người nhìn về phía mục võ, ta đồng ý, một võ trên mặt lộ ra nụ cười, tất cả đúng như dự liệu của hắn. Tiền bối chọn không sai, một lát nữa ta sẽ đưa bút ký tu luyện tâm đắc của thiên cấp cường giả tới. Sau khi đã bàn bạc xong xuôi, một võ xoay người rời đi, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng vô tận, từ xưa tới nay chưa từng có ai đắc tội hắn sau đó còn có thể sống yên lành, cho dù là đệ tử chí tôn cũng không được. Hơn nữa, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, không thể xâm phạm tôn nghiêm của Mục Võ hắn, những người dám đắc tội hắn đều phải chết. Chương 426: Mục Võ hòa giải. Những tia nắng đầu tiên trong ngày vừa ló dạng, toàn bộ cửa lớn của La gia đều mở rộng ra, từng nhóm người cầm thiệp mời xuất hiện, những người này trên mặt đều mang theo vẻ nghi hoặc, bởi vì bọn họ cũng chỉ mới nhận được thông tri nhị công tử mục võ mời bọn họ đến vùng đất tổ của la gia nói là có chuyện quan trọng muốn thông báo không người nào muốn đắc tội nhị công tử hơn nữa hiện tại giao thông cũng rất tiện lợi nên khi nhận được tin tức thông báo mọi người đều chạy tới lần này không hề thua kém so với lúc trước lão tổ nhà họ la tổ chức đại điển phương công tử mời trong viện của phương minh la dương và hai vị lão giả còn lại đang đứng chờ ở cửa ánh mặt trời chiếu vào mặt của phương minh Phương Minh chỉnh sửa quần áo một chút, cũng không nói gì, nhanh chân bước ra ngoài. Phương công tử. Khi đi qua một con đường, Niệm Giao Băng cũng xuất hiện, vẻ mặt cười không ngớt nhìn Phương Minh đang đi tới. Phương công tử, anh còn không biết sao, hôm nay nhị công tử Mục Võ muốn La gia mời mọi người đến đây, nói là có việc quan trọng muốn tuyên bố. Niệm Giao Băng đi tới bên cạnh Phương Minh, vừa cười vừa nói, mà hai vị trưởng lão của La gia lại nhíu nhíu mày bởi vì người của niệm giao băng vừa khéo là chặn tầm mắt của bọn họ khiến cho bọn họ không cách nào nhìn thấy phương minh à tôi thực sự là không biết phương minh biểu tình bình tĩnh còn niệm giao băng vào lúc này cũng đột nhiên mấp máy môi chỉ là không có ra tiếng thuần túy là hình dáng của miệng khi phát âm nguy hiểm đi mau đây là ý nghĩ của câu nói mà niệm giao băng mấp máy môi rất hiển nhiên đây là kế hoạch của cô cố ý để người bên cạnh mình ngăn trở ánh mắt của hai vị trưởng lão La Gia, dùng cách này vội vàng tìm Phương Minh để truyền lại tin tức. Bất quá, không biết là Phương Minh có hiểu hay không mà không có bất kỳ câu trả lời nào. Mà đối với niệm giao băng mà nói, cơ hội như vậy cũng chỉ có một lần vì hai vị trưởng lão của La Gia vừa chuyển động thân thể, ánh mắt một lần nữa nhìn chầm chầm vào Phương Minh. Đi thôi, cùng đi xem xem. Niệm giao băng nhoảng miệng cười giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra cùng Phương Minh kề vai mà đi. Dọc theo đường đi, Niệm Giao Băng tìm cơ hội để nhắc nhở, nhưng mà Phương Minh giống như là không có nhìn thấy, điều này làm cho Niệm Giao Băng có chút tức giận. Theo kế hoạch của cô ta, sẽ để Phương Minh tìm lý do rời đi, còn cô ta đã sắp xếp xong xuôi người tiếp ứng sẽ tiếp ứng Phương Minh thoát khỏi La gia. Nhưng bây giờ Phương Minh không để ý tới ý tốt của cô ta, điều này làm cho kế hoạch của cô ta trở nên vô ích nhất là lúc này đã đến sân chính của La Gia, càng không có cơ hội. Sư tỷ, làm sao bây giờ? Một cô gái trẻ tuổi đứng bên cạnh niệm giao băng nhỏ giọng hỏi. Cứ xem tình huống đã, không được cũng chỉ có thể áp dụng kế hoạch thứ hai, như đã quyết định, ta đây cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng. Bước vào sân chính, sau khi cô ta tách khỏi Phương Minh, niệm giao băng nhìn bóng lưng của Phương Minh, trong đôi mắt đẹp có vẻ dứt khoát, cô không phải loại người do dự, tối hôm qua đã nghĩ tới các tình huống có thể xảy ra nên cũng đã an bài nhiều kế hoạch trong khoảnh khắc phương minh bước vào sân con ngươi lữ trí thần co rút lại một chút hiển nhiên là khiếp sợ đối với sự xuất hiện của phương minh ở nơi này sao vậy có phải cảm thấy rất bất ngờ không một thanh âm lạnh như băng vang lên bên cạnh lữ trí thần lữ trí thần khiếp sợ quay đầu nhị công tử mục võ không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn nhị công tử ta Mục võ cười nhạt nhìn thoáng qua lữ trí thần, áp lực vô hình làm cho lữ trí thần trong chớp mắt xuất hiện mồ hôi lạnh, hầu như đứng không vững, bất quá cũng đúng lúc này, mục võ dời ánh mắt khỏi lữ trí thần. Cất bước đi tới chính giữa sân. Quảng trường vốn đang huyên náo nhưng vì mục võ xuất hiện liền trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người mang theo ánh mắt tò mò nhìn về phía mục võ, hiếu kỳ rốt cuộc là nhị công tử mời bọn họ tới là vì chuyện gì. Các vị, lúc này mời mọi người qua đây, là có một việc muốn tuyên bố. Mục Võ trực tiếp mở miệng, lúc nói xong lời này, ánh mắt nhìn thẳng vào Phương Minh, trên mặt lộ ra nụ cười, mọi người đều biết, ta và Phương công tử lúc đó có mâu thuẫn, nên hôm nay gọi mọi người tới, chỉ là muốn tất cả mọi người làm nhân chứng, bản công tử sẽ hóa giải mâu thuẫn với Phương công tử. Mục Võ vừa nói ra lời này, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên cổ quái, vì bọn họ nghe hiểu được nhị công tử muốn chịu thua Phương công tử. Phương Minh ngưng thần nhìn một võ, mà cách đó không xa, đôi mắt xinh đẹp của niệm giao băng chớp động vài cái, trong mắt có vẻ nghi hoặc, còn la cẩm thành đứng đó biểu hiện trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bốn công tử sở dĩ cùng phương công tử sinh ra mâu thuẫn đều là vì một người mà lâu nay ta vẫn luôn tìm kiếm. Ngày hôm nay, để tỏ lòng thành ý của ta. Một võ trên mặt lộ ra vẻ thâm thúy, sau một khắc thân ảnh nhoáng lên biến mất. Khi xuất hiện lại, trên tay mang theo một người. Bịch. Một võ vung tay phải, người bị hắn xách theo liền nề té xuống đất, mà người này không phải ai khác chính là Lữ Trí Thần. Cũng bởi vì hắn, bổn công tử mới có thể kết thù oán cùng phương công tử, bây giờ vì biểu thị thành ý của ta, ta tự mình ra tay phế bỏ hắn, mời các vị làm chứng. Một võ không chút do dự, trực tiếp tung một cước, thân hình lữ trí thần bị đá bay, phun ra một ngụm máu tươi trên không trung, rơi về phía đoàn người bên kia mọi người vội và tránh ra khụ khụ lữ trí thần không ngừng ho ra máu dùng dằng muốn đứng lên nhưng một lão giả đi theo một võ cũng tung một cước giẫm nát lưng lữ trí thần tiếng xương vỡ vụn truyền rõ ràng vào trong tai của mỗi người phương công tử yên tâm hắn đắc tội cậu nên ta sẽ giáo huấn hắn đàng hoàng một võ cười nhìn về phía phương minh còn biểu tình của phương minh trở nên băng lãnh hắn rốt cục cũng kế hoạch của mục võ rồi. Mặc dù hận mình thấu xương, tuy là trải qua điều tra, nhưng mục võ vẫn không dám trăm phần trăm xác định sư phụ của mình còn hay mất, cho nên vào lúc này dùng lữ trí thần để dò xét mình. Hiển nhiên, việc lữ trí thần thông báo tin cho mình biết đã bị mục võ biết được. Người ngoài nhìn thấy là mục võ nghiêm phạt lữ trí thần vì hóa giải và ân oán của mình, nhưng chỉ có hắn biết rõ, mục võ đây là đang khiêu khích hắn nếu như mình mở miệng ngăn cản, thì trong mắt người ngoài mình không muốn cùng một võ hòa giải, cho một võ lý do ra tay, còn nếu như mình không mở miệng, lữ trí thần tuyệt đối không sống nổi, sẽ bị một võ tàn nhẫn hành hạ đến chết trước mặt mọi người. Phương công tử còn cảm thấy chưa hết giận, vậy thế này, trước tiên ta chém đứt một cái tay của hắn. Một võ nhìn thấy Phương Minh trầm mặt không nói, giọng bình thản ra lệnh cho lão giả sau lưng lữ trí thần. Vâng. Lão giả gật đầu, Nhìn Lữ Trí Thần giống như chó chết trên mặt đất, nhè răng cười, hắn biết rõ Nhị công tử sở dĩ sẽ nghiêm phạt Lữ Trí Thần, không phải là vì cùng Phương Minh hòa giải, mà là bởi vì Lữ Trí Thần phản bội Nhị công tử. Chương 427, muốn chiến rồi. Lữ Trí Thần, tất cả chuyện này đều là do ngươi tự tìm tới. Ông lão nở nụ cười ác độc, đạp chân xuống Thế nhưng, ngay khoảnh khắc chân lão ta sắp hạ xuống, một lực cực lớn khác đánh tới, một cái chân khác liên tiếp đá vào mắt cá chân lão ta. Phịch. Ông lão ngã xuống đất, ông chân vẻ mặt thống khổ, ánh mắt tràn ngập oán độc nhìn chầm chầm chủ nhân cái chân này. Cậu ấy muốn làm gì vậy? Cả quảng trường đều cồ lên, những người vẫn chưa rõ nội tình đều hướng ánh mắt về phía phương minh chủ nhân cái chân đó. Ai cũng thấy khiếp sợ, bởi vì họ không hiểu vì sao phương minh lại đột ngột ra tay chẳng lẽ phương công tử không muốn giải hòa cùng nhị công tử cho dù phương công tử là đệ tử chí tôn nhưng nhị công tử dù sao cũng là một trong tứ đại công tử thực lực cường đại thế lực sau lưng cũng không phải nhỏ phương công tử hoàn toàn không cần phải gây thù với một kẻ thù như vậy tôi cảm thấy phương công tử hơi quá rồi đây là cố ý làm nhị công tử mất mặt đệ tử chí tôn thì sao hành động quá đáng như vậy nếu tôi là nhị công tử cũng không thể nhìn được. Hiện trường xôn xao bàn tán, không ai đứng về phía Phương Minh. Bởi họ thấy hành động của Phương Minh quả thật hơi quá đáng. Nhị công tử người ta đã làm đến vậy mà còn không chịu giải hòa, không hề coi ai ra gì. Hơn nữa, cho dù không muốn giải hòa cũng không cần thiết phải đã thương thủ hạ của nhị công tử, đây chẳng khác nào muốn làm nhị công tử mất mặt một cách trắng trợn. Không để ý đến những lời bàn tán xung quanh, Phương Minh ngồi xuống đỡ Lữ Trí Thần từ dưới đất lên. Chỉ có điều tình trạng Lữ Trí Thần không được ổn lắm, căn bản không thể đứng thẳng lên được, chỉ có thể đỡ lên như vậy. "Phương Minh, ngươi làm như vậy là có ý gì đây, đừng tưởng là ta thật sự sợ ngươi." Mục Võ gầm lên. Ánh mắt nhìn thẳng Phương Minh. Thế nhưng Phương Minh chỉ lạnh lùng liếc hắn, cũng không trả lời, chỉ đỡ Lữ Trí Thần đến chỗ niệm giao băng. Niệm Tiên Tử hảo ý của cô tôi xin ghi nhận trong lòng hiện tại tôi chỉ có một thỉnh cầu hy vọng cô có thể thay tôi đưa anh ấy đến bệnh viện điều trị niệm giao băng vẻ mặt hơi phức tạp những lời phương minh vừa nói cho cô biết trước đó không phải phương minh nghe không hiểu tin tức cô truyền đến mà chính là cố ý không hiểu mà thôi được tôi đồng ý với anh anh ta sẽ không có vấn đề gì đâu cuối cùng niệm giao băng vẫn gật đầu đồng ý hơn nữa cô cũng hiểu ẩn ý của phương minh cứu lữ trí thần, phương minh nợ mình một nhân tình, hơn nữa không muốn mình lại ra tay cứu huynh ấy. Bảo trọng Hai cô gái bên cạnh niệm giao băng đỡ lấy lữ trí thần, đi theo niệm giao băng ra ngoài. Mấy người đi theo bên cạnh một võ thấy cảnh tượng đó thì có chút trục trịch. Nhưng cuối cùng một võ dùng mắt ám hiệu nên vẫn đứng đó không có hành động gì. Cơ hội duy nhất ngươi đã bỏ qua. Phương Minh, lần này xem ai còn có thể cứu ngươi. Con ngươi một võ có hàng quang tuy hành động của niệm giao băng rất bí ẩn nhưng hắn vẫn nhận được tin sư môn niệm giao băng có một lão tiền bối hôm qua đột nhiên rời khỏi sư môn chính tin này làm cho hắn hiểu ra niệm giao băng muốn làm gì niệm giao băng muốn cứu phương minh tuy tự tin rằng với sự bố trí của mình tuyệt đối sẽ không để phương minh chạy thoát được nhưng một võ cũng không muốn kết thù với sư môn sau lưng niệm giao băng quan trọng nhất là cô gái niệm giao băng này mạnh vì gạo bạo vì tiền không chỉ bồi dưỡng rất nhiều thanh niên trẻ tài cao cho dù là cường giả thế hệ trước cũng đều nhận của cô ta không ít ân huệ cô gái như vậy có thể không đắc tội thì không cần phải đắc tội lấy một lữ trí thần đổi việc niệm giao băng không nhúng tay vào một võ cảm thấy cuộc mua bán này rất có giá trị niệm giao băng hiển nhiên cũng biết điều này biết một võ sẽ không ngăn cản vậy nên cứ thế mà mang lữ trí thần rời đi phương minh ngươi khinh người quá đáng Mục võ ta từ khi đi theo con đường tu luyện tới nay, một đường chinh chiến, dựa vào thực lực của mình. Ngươi cùng lắm cũng là nhờ sự che chở của sư môn mà thôi. Ly khai sư môn, ngươi chẳng là cái thái gì cả. Mục võ gầm lên một tiếng, khí thế khắp người hoàn toàn thay đổi, giống như một chiến thần. Khí thế cường đại kia phát ra, khiến không ít người đứng xem đều khẽ biến sắc, đồng loạt lui về sau một chút. Ngay cả mấy trưởng lão nhà họ la trên mặt cũng có chút kiên kỵ. Đều là cấp địa tầng 2, nhưng khí thế của một võ vượt xa họ. Tứ đại công tử, đồng cảnh giới không ai sánh bằng, quả nhiên không phải chỉ là nói suông. Cho dù phương minh ngươi là đệ tử của bổ thiên chí tôn, hôm nay mục võ ta cũng phải phế ngươi. Mục võ vừa mới thốt ra những lời này, giống như một viên đá rớt xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên một gần sóng. Tất cả những người đứng xem đều tỏ ra kinh hãi phế bỏ một đệ tử chí tôn có lẽ trong cả giới không thể tìm ra ai quyết đoán hơn nhị công tử muốn đổi trời sao có ông lão lẩm bẩm nếu một đệ tử chí tôn bị phế sẽ khiến cả giới tu luyện chấn động đến cỡ nào chứ vài thập niên trước đồ đệ mà một cường giả cấp thiên yêu quý nhất bị ám sát lúc ấy cơn thịnh nộ của vị cường giả đó khiến máu chảy thành sông cả giới tu luyện đều hoảng sợ đây mới chỉ là đồ đệ của cường giả cấp thiên bị giết nếu là đệ tử chí tôn càng không cần nghĩ cũng biết. Khi chí tôn đã nổi cơn thịnh nộ, cả giới tu luyện không ai có thể kìm hãm lấy lại sự cân bằng được. Tôi cảm thấy nhà họ la chắc sẽ không ngồi yên mặc kệ đâu, cho dù nhị công tử giờ đang tức giận bệ trên không hề đúng mực, nhưng nhà họ la chắc sẽ ngăn lại, nếu không đến lúc đó bổ thiên chí tôn tức giận. Nhà họ la chắc chắn cũng sẽ bị vạ lây cho xem. Có người tỏ ra rất bình tĩnh, bởi vì họ cảm thấy có nhà họ la ở đây, mục võ và phương minh sẽ không đánh nhau nhưng mà ngay sau đó tộc trưởng nhà họ la la tính lên tiếng khiến không ai là không thay đổi nét mặt đây là ân oán cá nhân của nhị công tử và phương công tử nhà họ la tôi không nhúng tay vào những người trước đó tỏ ra bình tĩnh cho rằng mục võ và phương minh sẽ không đánh nhau lúc này đều thất sắc nhà họ la không nhúng tay vậy nghĩa là không còn ai có thể ngăn cản mục võ nữa những người này không hiểu vì sao nhà họ la lại quyết định như vậy tôi cảm giác một cơn lốc xoáy lớn sắp xuất hiện giới tu luyện chỉ sợ từ giây phút này sẽ không còn sự yên bình nữa đại loạn nổi lên rồi những ông lão này đều rất rõ trong lòng lấy trí tuệ của một võ không có khả năng chỉ vì nổi giận mà làm hành động hồ đồ như vậy hắn ta dám ra tay với phương minh thậm chí không thèm để ý bổ thiên chí tôn đứng sau phương minh tất nhiên là đã có chỗ dựa đừng quên bổ thiên chí tôn tuy rằng trước kia đã càng quét cả giới tu luyện nhưng cũng đã đắc tội với rất nhiều cường giả và thế lực chỉ có điều những thế lực này đứng trước thực lực tuyệt đối của bổ thiên chí tôn nên mới không dám có dị động gì nhưng hiện tại thì chưa chắc có người hoài nghi có một cường giả siêu cấp đứng đằng sau điều khiển có lẽ mục tiêu chính là bổ thiên chí tôn việc gì phải lằn nhằn mãi vậy muốn chiến thì chiến đi phương minh nheo mắt nhìn một vỏ trận chiến này không thể tránh, từ khi cậu nhận được lời cảnh báo của Lữ Trí Thần, biết không thể thoát khỏi nhà họ la nên đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chiến, người lấy cái gì chiến với ta chứ? Mục võ cười lạnh, cũng không làm hành động gì, chỉ bước từng bước về phía trước. Sắc mặt Phương Minh trở nên khó coi, nhưng sau ba giây, cả người lão đảo lui về sau mấy bước. Cho dù cậu đạt tới cảnh giới cao nhất của cấp nhân, nhưng khi đối mặt với uy lực đàn áp của cường giả cấp địa, vẫn không thể chống lại được. Không có sư môn che chở, ở trong mắt ta, ngươi chỉ là một con kiến mà thôi. Trên mặt một võ mang theo vẻ trào phúng vô tình. Phương Minh không trả lời, hai tay bắt đầu bấm tay niệm thần chú, lực vu sư trong cơ thể ngay lúc này vận chuyển toàn lực, khí thế cả người cũng kéo lên đến cực điểm. Biến. Phương Minh gầm lên một tiếng. Sau đó, mọi người đều nhìn thấy trên không trung, một hỗ trảo xuất hiện giữa trời, vô xuống một vỏ chương 428 phương minh đã có tôi bảo vệ hóa khí thành hình người đạt cảnh giới cấp địa trong cả giới tu luyện có thể làm được cũng chỉ có mỗi long hổ môn nhưng cho dù là long hổ biến của long hổ môn cũng không cảm thấy lợi hại giống như vậy đúng vậy tôi đã từng thấy một đệ tử cấp nhân của long hổ môn thi triển long hổ biến hổ trảo được triệu hội uy thế tuyệt đối không cường đại như hổ trảo trước mắt này không hổ là đệ tử chí tôn cảnh giới cấp nhân đã có thể ngưng khí thành hình hơn nữa còn hơn cả long hổ môn trong khi mọi người đang tán thưởng bản lĩnh của phương minh trên mặt một võ chỉ tỏ ra trào phúng trực tiếp đánh ra một quyền ta sẽ cho ngươi biết trước mặt thực lực tuyệt đối tất cả đều vô dụng nắm tay tung ra trực tiếp dừng phía trên hổ trảo hổ trảo trong nháy mắt liền tan biến hổ gầm sắc mặt phương minh không thay đổi chỉ có dấu ấn trên hai tay có hơi biến hóa một tiếng hổ gầm khủng bố đã gây chấn động toàn quảng trường vua của bách thú gầm lên giận dữ bách thú quỳ phục khi tiếng hổ gầm này phát ra sắc mặt mọi người đều thay đổi âm thanh này khiến những người có thực lực hơi yếu sắc mặt trở nên tái nhợt trong đầu họ xuất hiện cảnh tượng một con hổ uy lẫm trống vang trên đỉnh núi. Lúc trước, Phương Minh chính là nhờ một chiêu này đánh bại đệ tử Long Hổ Môn, mà hiện tại cậu còn mạnh hơn trước rất nhiều. Quy lực của tiếng hổ gầm này cũng tăng lên gấp mấy lần. Ta đã nói rồi, trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả đều không chịu nổi một kích. Sắc mặt một võ không có vẻ gì là bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục bước chân về phía trước. Xung quanh hắn ta, không khí phát ra tiếng nổ lách tách, xuất hiện năng lượng dao động, nhưng gốc áo hắn lại không hề bị lung lay. Bây giờ, hãy tiếp một quyền của ta đây. Một quyền nhẹ nhàng chém ra, thoạt nhìn không có vẻ mang theo sát khí. Nhưng ngay khi một võ ra quyền, Phương Minh liền cảm thấy lông tơ khắp cả người đều dựng đứng, bởi vì cậu cảm nhận thấy một mối nguy rất lớn. Lui. Không hề chần chờ, Phương Minh liền lui người về sau. Nhưng cậu chưa kịp lui liền cảm giác trước ngực có một lực vô cùng khủng khiếp. Lực này giống như búa tạ đập thẳng vào ngực cậu. Phục. Phun ra một ngụm máu, phương minh lão đảo lui về sau mấy chục bước. Một võ cũng không thấy vậy mà dừng lại, lại tiếp tục chém ra một quyền. Con người phương minh cứng lại, đặt tay ở bên hông. Thế nhưng cũng đúng lúc này, chợt có sự thay đổi, một đường kiếm từ trên không cắt tới. Hướng thẳng tới mục võ. Đường kiếm này mang theo sát khí vô cùng sắc bén, khiến mục võ biến sắc, không thể không thu quyền lui về phía sau phương minh đã có tôi bảo vệ đường kiếm tan biến một giọng nói vang lên đồng thời bóng dáng một người cũng xuất hiện trên quảng trường một người đàn ông mặc một bộ bạch sam tay cầm trường kiếm xuất hiện giữa đám đông ông ấy là ai vậy mọi người ở đây đều thấy tò mò có thể một kiếm đánh lui nhị công tử tất nhiên là một cường giả cấp địa mà những cường giả cấp địa trong giới tu luyện đều có danh khí không nhỏ ví dụ như mấy trưởng lão nhà họ La. Ai cũng đều đã ở trong giới mấy chục năm, gần như hơn phân nửa người trong giới tu luyện đều biết. Tôi biết ông ấy là ai rồi, bắt kiếm giang quân. Trong đám đông có người nhận ra danh tính người đàn ông áo trắng. Họ vừa nói ra, cả đám đông đều rồ lên. Bắt kiếm giang quân, đó là nhân vật thành danh gần như cùng lúc với một võ. Điểm khác nhau chính là người này vô cùng si mê kiếm, Ngoài việc mê mẩn với kiếm thuật thì rất ít hành tẩu trong giới tu luyện, vậy nên người biết ông ấy cũng không nhiều. Tuy nhiên, không ai dám phủ nhận sức mạnh của Giang Quân. Thậm chí ở trong mắt người thế hệ trước trong giới tu luyện. Nếu Giang Quân cũng tham dự vào cuộc tranh giành tứ đại công tử, vậy danh sách tứ đại công tử đó có lẽ sẽ đổi chủ. Giang Quân, sắc mặt một vỏ cũng trở nên tối sầm lại. Cả giới tu luyện ở thế hệ hắn người có thể làm hắn kiên kỵ không nhiều, nhưng bắt kiếm gian quân tuyệt đối là một trong số đó. Lúc này Phương Minh cũng đang nhìn về phía gian quân. Trí nhớ cậu không biết người đang đứng trước mặt này, cũng không hiểu vì sao người này lại đến đây lúc này, lại còn vì cậu mà đối chọi với một võ. 15 năm trước, ân bổ thiên chí tôn đã chỉ điểm một câu, trong kiếm thuật tạo được sự đột phá. Hôm nay, đặc biệt đến đây để báo ân. Vẻ mặt gian quân không hề dao động. Lời của ông cũng khiến những người ở đây hiểu ra, Giang Quân Sở dĩ xuất hiện ở đây hơn nữa còn bảo hộ Phương Minh, chính là vì ân nghĩa bổ thiên chí tôn đối với ông năm xưa. Mọi người cũng có thể đoán ra, chắc chắn ngay tại thời điểm Giang Quân tu luyện kiếm thuật gặp bế tắc, vì duyên số đã gặp được bổ thiên chí tôn. Lấy cảnh giới của bổ thiên chí tôn, tùy tiện chỉ điểm một câu thì Giang Quân cũng đã được lợi rất nhiều rồi. Giang Quân là một người mê kiếm. Đối với một người mê kiếm mà nói, sự hướng dẫn trong kiếm thuật là một cái ân rất lớn. Vậy nên lần này ông đến chính là để báo ân. Báo ân? Vậy cũng phải xem ngươi có thực lực để báo ân không đã. Mục võ hừ lạnh. Đối với Giang quân hắn chỉ kiên kỵ, chứ không có nghĩa là hắn e ngại. Là nhị công tử trong tứ đại công tử, cùng thế hệ hắn chưa từng sợ ai bao giờ. Cứ thử xem. Giang quân không nói nhiều, chỉ dương trường kiếm trong tay lên thật ra ta rất muốn đánh bại ngươi nhưng tiếc là đối thủ hôm nay của ngươi không phải là ta mục võ đột nhiên nở nụ cười ánh mắt nhìn về phía tộc trưởng nhà họ la đang đứng một bên tộc trưởng la người này giao cho ông la tính sửng sốt hiển nhiên không ngờ mục võ sẽ đột nhiên ra chiêu này vốn nhà họ la họ lần này chỉ đứng bên ngoài duy trì thái độ trung lập không có ý định nhúng tay vào nhưng rõ ràng mục võ cũng không tính để nhà họ la đứng ngoài cuộc đây là trực tiếp ép nhà họ la tỏ rõ thái độ la tính tỏ ra giận dữ nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường bởi vì chỉ vài giây trước lỗ tai ông ta động đậy vài cái hiển nhiên là lão tổ nhà họ la đã âm thầm truyền âm cho ông ta cậu phương nhà họ la tôi đối đãi với cậu như khách quý có thể nói không có chỗ nào có lỗi với cậu thậm chí cuối cùng cậu còn được nằm trong danh sách những người có được đại la kim quả đan mà nhà họ la tôi cũng đã chuẩn bị cho cậu La tín nhìn Phương Minh, vẻ mặt tỏ ra khó chịu, nhưng cậu Phương, cậu hái ba quả đại la kim từ cây đại la kim ở tổ địa nhà họ la tôi, cũng không chịu trả lại cho nhà họ la, như vậy là lòng tham không đấy. Tuy nhà họ la tôi không phải danh môn vọng tộc gì, nhưng cũng không phải hạng dễ khi dễ. Cho dù Phương Công Tử là đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn cũng không thể khinh người quá đáng như vậy được. Những lời la tín vừa nói khiến cả đám đông lại thồ lên chuyện giữa phương minh và nhà họ la người ngoài không hề biết hiện tại sau khi mọi chuyện được phơi bày đa số những người ở đây đều nhìn phương minh với ánh mắt khinh thường thân là đệ tử chí tôn lại ngạo mạn tham lam trong mắt họ phương minh đã làm mất mặt bổ thiên chí tôn cũng khó trách nhà họ la lại đột nhiên trở mặt đứng về phía nhị công tử thật là khinh người quá đáng phương minh chỉ cười lạnh vốn dĩ cậu đã không tính công bố diện mạo xấu xí của nhà họ la nhanh như vậy nhưng nếu nhà họ la đã không biết xấu hổ vậy cậu cũng không cần phải giữ lại làm gì tôi khinh người quá đáng tổ tiên nhà họ la các ông vì độc chiếm truyền thừa giết chết đồng bạn sau đó lại vì chiếm lấy cây đại la kim mà sát hại hậu duệ của một yêu quái trong khi truyền thừa này thực chất là do con yêu quái đó để lại muốn đổi với người thừa kế để họ chăm sóc con cháu đời sau của nó khi phương minh nói ra những lời này sắc mặt la tính khẽ thay đổi đây là bí mật sâu kín của nhà họ la cả nhà họ la chỉ có tộc trưởng các thế hệ mới biết được vậy nên giờ phút này tất cả người nhà họ la từ trưởng lão đến các đệ tử đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn phương minh khốn kiếp dám sỉ nhục tổ tiên nhà họ la ta không thể tha thứ được danh dự nhà họ la ta không thể để bị sỉ nhục như vậy được Chương 429, bước đường cùng. Tất cả đệ tử trẻ tuổi nhà họ La đều dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn Phương Minh, nhưng Phương Minh không quan tâm, tôi nói như vậy tất nhiên là có chứng cứ. Tất cả mọi thứ trong đồng phủ tôi đều đã lấy điện thoại chụp lại. Là thật hay giả, xem một cái là biết ngay. Tiến vào tổ địa nhà họ La, người nhà họ La cũng không yêu cầu đám Phương Minh giao tất cả tài sản ra, chỉ là sau khi tiến vào sơn cốc sẽ mất hết tín hiệu tuy nhiên chức năng cơ bản nhất của điện thoại như chụp hình thì vẫn sử dụng được phương minh ngươi đủ rồi đó là tính không thể đứng yên được nữa chuyện về tổ tiên nhà họ la tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài ông ta cũng không cho phép phương minh công khai nội dung ảnh chụp trong điện thoại trước mặt nhiều người như vậy được cho dù không biết phương minh có chụp được hay không nhưng ông ta cũng không thể mạo hiểm tham lam vô độ bây giờ lại còn hất nước bẩn vào tổ tiên nhà họ la ta không thể để tổ tiên nhà họ La Ta bị sỉ nhục. Âm. La Tín trực tiếp động thủ, vương bàn tay to hướng tới Phương Minh. Chẳng qua ngay khi La Tín vừa ra tay, trường kiếm trong tay Giang Quân cũng vẽ một đường, chặn đòn tung của La Tín. Nhị công tử, Phương Minh giao cho công tử. La Tín nhìn một võ, rồi đánh nhau với Giang Quân. Đối với thực lực của Bắc kiếm Giang Quân, ông ta chỉ có thể dốc hết toàn lực ứng phó, không dám phớt lờ. Giang Quân xuất kiếm rất nhanh. Khác với tu luyện truyền thống người tu luyện dùng thuật pháp là chính, kiếm của ông là pháp của ông, tất cả thuật pháp đều được dung nhập vào trong kiếm thuật. Không thể không nói Giang Quân là một thiên tài. Dùng pháp nhập kiếm, cả giới tu luyện không có nhiều tiền lệ, một, như vậy. Con đường này không có tài liệu để học, vì vậy mà những lời sư phụ Phương Minh chỉ điểm ngày xưa quan trọng cỡ nào. Một, tiền lệ, việc xảy ra từ trước tạo thành cái lệ cho những người sau. Mà cũng do thế nên mới khó tu luyện, nhưng một khi đã tu luyện được rồi thì uy lực lại cực kỳ lớn. Một trong những điểm quan trọng nhất nữa là không giống với các người tu luyện khác thi triển thuật pháp phải cần kết ấn hoặc bấm tay niệm thần chú, lúc này sự chênh lệch là cực kỳ khủng khiếp. Cũng chính vì như vậy, trận chiến giữa La Tính và Giang Quân có thể thấy rõ La Tính hoàn toàn bị Giang Quân áp chế. Tuy nói cùng là cấp độ cấp địa, một số thuật pháp không cần bấm tay niệm thần chú nhưng một số thuật pháp mạnh thì vẫn phải cần mà la tính chỉ dựa vào thuật pháp bình thường thì việc chống cự rất khó khăn tộc trưởng chúng tôi giúp tộc trưởng một tay hai trưởng lão nhà họ la cũng tham gia vào trận chiến tuy hai người chỉ là cấp địa tầng một nhưng nói cho cùng vẫn là cường giả cấp địa vừa gia nhập trận chiến cho dù là gian quân cũng phải tốn chút sức phương minh Ta xem bây giờ còn ai có thể tới cứu ngươi." Mục Võ cười lạnh nhìn Phương Minh. Nhưng ngay khi hắn ta vừa mở miệng lại có một giọng nói già nua vang lên. "Lão phu có đủ tư cách hay không?" Một ông lão xuất hiện. Khi ông ấy vừa bước ra, đồng tử Mục Võ liền co lại, trong mắt ánh lên vẻ khiếp sợ. Kể cả những cường giả cấp địa khác có mặt ở quảng trường cũng vậy. Duy chỉ có mấy cường giả cấp nhân thì ngơ ngác nhìn ông lão bởi họ không biết thân phận của ông ấy. Giang tẩu khách tiền bối. Mục võ nhíu mày. Đám đông khi nghe hắn ta nói liền hít khí lạnh. Họ chưa từng được gặp giang tẩu khách, nhưng tuyệt đối đã từng nghe danh. Đây là một cường giả cấp địa hậu kỳ, từ 20 năm trước đã đạt được cấp địa tầng 8. Bây giờ đã qua 20 năm, thực lực càng thâm sâu không lường, cho dù chưa đột phá đến cấp địa tầng 9, nhưng phỏng chừng cũng không kém là bao. Giang tẩu khách, Đến nhà họ La tôi sao không chào hỏi lão phu một tiếng. Trong khi mọi người đều đang khiếp sợ. La Thương lại bất ngờ xuất hiện giữa quảng trường. Trong đám đông cũng chỉ có mỗi lão ta có tư cách nói chuyện cùng Giang Tẩu khách. La Thương, chắc ông cũng biết, Phương Minh là đệ tử bổ thiên chí tôn, không thể xảy ra chuyện được. Giang Tẩu khách nhìn La Thương, còn La Thương chỉ mỉm cười, lão phu mặc kệ là ai, hất nước bẩn lên đầu nhà họ La tôi đều không được. Mặt khác, cho dù hôm nay ông đến đây cũng không bảo vệ được hắn ta đâu. Biết ông đã qua cấp địa tầng 9, vừa lúc tôi cũng muốn nghiệm chứng một chút, tôi và cấp địa tầng 9 trên lệch cỡ nào. Nghe Giang Tẩu Khách nói vậy. La Thương tỏ vẻ thâm ý, ông hiểu sai ý tôi rồi. Ý của tôi là, hôm nay không chỉ có mỗi một mình tôi, mà sẽ có thêm mấy người xuất hiện nữa. Theo những lời La Thương nói, sắc mặt Giang Tẩu Khách khẽ thay đổi, ánh mắt nhìn cách đó không xa. Ở đó, có bốn người đang chậm rãi đi đến, bước chân rất chậm, nhưng lại gậy cho tất cả mọi người ở quảng trường một áp lực ghê gớm. Bốn cường giả cấp địa tầng 8. Đám đông lặng ngắt như tờ. Ngay cả một võ cũng có vẻ khiếp sợ, bởi vì những người này không nằm trong kế hoạch của hắn ta. Trong kế hoạch của hắn ta, là thường chính là ác chủ bài cuối cùng. Rõ ràng, sự tình đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn ta. Một Võ đột nhiên phát hiện là thường có chuyện giấu hắn. Là các người. Cùng là cường giả cấp địa tầng 8, Giang Tẩu khách tất nhiên biết mấy người này. Cả giới tu luyện có bao nhiêu cường giả cấp địa hậu kỳ chứ? Có bao nhiêu người thì đều đã từng giao lưu với nhau cả. Một mình Giang Tẩu khách làm sao có thể đối phó được với năm cường giả đồng cấp khác, huống hồ chi còn có La Thương cấp địa tầng 9. Đây là một hệ thống cường đại có thể khiến phương minh tuyệt vọng. Bây giờ mọi người đều hướng mắt về phía Phương Minh. Phương Minh cũng đang định mở miệng thì đúng lúc này, một giọng nói truyền vào tai cậu. "Đừng khẩn trương, lát nữa tôi sẽ cố gắng câu giờ với họ, sẽ có người mang cậu đi." Âm. Người truyền âm cho Phương Minh là Giang Tẩu Khách. Sau khi truyền âm xong, Giang Tẩu Khách trực tiếp ra tay. "Láo xược. Một mình ngươi mà cũng dám ra tay?" Trên mặt năm cường giả cấp địa đối diện tỏ ra khinh thường cũng đồng thời ra tay năng lượng trong nháy mắt nổ mạnh tất cả những người đứng xem ở quảng trường đều lui về phía sau nguồn năng lượng này quả thật quá cùng bạo cường giả cấp địa hậu kỳ bình thường một người đã khó gặp được vậy mà giờ phút này lại xuất hiện sáu vị ở đây trường hợp như vậy họ chưa từng gặp lần nào vậy mà gian tẩu khách tiền bối vẫn chống đỡ được sau khi lùi lại mấy chục mét những người này mới chú ý Giang Tẩu khách lấy một địch năm vậy mà vẫn chống đỡ được, sừng sững đứng tại chỗ không lùi. Không hổ là người 20 năm trước đã bước qua cấp địa tầng 8, cho dù bây giờ vẫn chưa đến cấp địa tầng 9 nhưng chắc cũng không còn kém xa là bao. Tất cả mọi người hiểu được, Giang Tẩu khách tuy là cấp địa tầng 8, nhưng tuyệt đối không cách xa cảnh giới cấp địa tầng 9. Nếu không thì ông ấy không có khả năng lấy một địch năm. Cường giả cấp địa, giữa các cấp độ đều có phân chia mạnh yếu. Dù sau khi đạt tới cấp địa mỗi khi tăng lên một cấp độ, thực lực đều tăng lên với bội số khủng khiếp. Ví dụ mượn người giàu nói đi. Chúng ta thường xuyên nói triệu phú, triệu phú trăm triệu, tỷ phú, tỷ phú trăm tỷ và tỷ phú ngàn tỷ. Triệu phú và triệu phú trăm triệu kém nhau một trăm lần. Tỷ phú và tỷ phú trăm tỷ cũng kém nhau một trăm lần. Nhưng hai sự so sánh này căn bản không giống nhau, chênh lệch một trăm lần cũng không giống nhau. Tương tự vậy, trong tỷ phú trăm triệu cũng phân trăm triệu và chín trăm triệu. Hai người này hoàn toàn không đứng cùng một đẳng cấp. Nhị công tử, động thủ đi. La Thương không hề thấy kinh ngạc, cho dù gian tẩu khách có thể chặn lại đòn tấn công của năm người này cũng không sao, mục tiêu của lão là phương minh. Mắt mục võ lóe sáng. Tuy rằng sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn ta, nhưng đối với hắn coi như cũng chấp nhận được, bởi vì kết quả hắn ta muốn là phương minh phải chết. Vì tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn một lần nữa, lần này Mục Võ không từ từ lại gần Phương Minh mà trực tiếp tung một quyền về phía Phương Minh. "Đi chết đi." Quyền này Mục Võ sử dụng toàn lực. Quy lực lớn đến nỗi Phương Minh căn bản không đủ khả năng để chống đỡ. Chương 430, vẫn còn người. Nhưng cũng ngay lúc này một trận cuồng phong đột ngột xuất hiện tại quảng trường khoảnh khắc cuồng phong xuất hiện một bóng người cũng xuất hiện bên cạnh phương minh bắt lấy cánh tay phương minh sau đó dùng tốc độ cực nhanh kéo phương minh bay đi muốn chạy trốn la thương cười lạnh quả nhiên như lão dự đoán gian tẩu khách không phải tới một mình mà còn có người âm thầm trợ giúp tuy nhiên kết cục đã sớm định lần này dù có là ai đi nữa cũng sẽ không cứu được phương minh đâu âm. Ngay trong sân đột nhiên xuất hiện một cái búa tạ. Cây búa này từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp chặn đường bóng người kia. Đợi đến khi mọi người thấy rõ, tất cả đều hít khí lạnh. Một người đàn ông mặc kim giáp, thần uy lẫm liệt đứng hiên ngang ở đó, cả người tản ra một khí tức cường đại khủng khiếp. Phía sau người đàn ông này, một ông lão râu dê xuất hiện. Lục đinh thần tướng thuật, chính là một thần tướng. Người có kiến thức trọng liền nhận ra thân phận người đàn ông mặt giáp. Đây căn bản không phải là người mà là một vị thần tướng. Lục Đinh thần tướng nghe đồn là thuộc cấp của chân võ đại đế, một thuộc một phần của kỳ môn động giáp. Lục Đinh lục giáp tổng cộng 12 vị thần tướng. Đối với người nghiên cứu kỳ môn động giáp, thực lực bản thân họ cũng không mạnh, cũng chỉ có thể dựa vào những thần tướng này để đối địch. Một chân võ đại đế là một vị thần quan trọng của đạo giáo là một trong tứ tượng của thiên văn học trung quốc nhưng cảnh giới khác nhau triệu hồi được lục đinh lục giáp thần tướng cũng có phân chia mạnh yếu khí thế tràn ra từ vị thần tướng trước mắt này khiến người ta sợ hãi tuyệt đối không phải bình thường hàng ngôn băng đã lâu không gặp ông lão râu dê nhìn về phía người đàn ông đã kéo cánh tay phương minh trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý phương minh lúc này mới để ý người đàn ông kéo mình đi là một ông già mặc đồ đen thật không ngờ ngươi cũng tham dự. Ánh mắt hàng ngôn băng lạnh như băng, rõ ràng ông ta và ông lão râu dê có quen biết nhau. Hơn nữa, hai người đều là cấp địa tầng chính. Ngươi cũng đến đây rồi, vì sao ta không thể tới? Ông lão râu dê cười ha ha, ta khuyên các người vẫn nên bỏ cuộc đi. Lần này các người ai cũng không cứu được hắn đâu. Nghe ông lão râu dê nói thế, đồng tử hàng ngôn băng hơi co lại lời này của đối phương có ẩn ý trong đó vậy cứ thử xem hàng ngôn băng nhìn phương minh phương công tử năm đó bổ thiên chí tôn có ân với tôi những người này muốn tổn hại cậu trừ phi bước qua xác của tôi nói xong hàng ngôn băng trực tiếp đi thẳng về phía vị thần tướng kia ông biết rõ nếu muốn đánh bại ông lão râu dê thì phải đánh bại thần tướng của đối phương trước đã nói mạnh miệng mà không biết ngượng hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của lục đinh lục giáp thần tướng. Ông lão râu dê múa tay, một lá bùa bùng cháy, lại thêm năm thần tướng xuất hiện. Lục đinh thần tướng liền bao vây hàng ngôn băng. Phía bên kia, bắt kiếm giang quân có vẻ sắp không chống đỡ được nữa. Tốc độ xuất kiếm đã giảm đi rất nhiều so với lúc đầu. Cuối cùng ông bị trúng một chưởng của la Tín, cả người lão đảo lui về sau vài bước. Thế nhưng ngay sau đó, Giang quân lại tiếp tục cầm kiếm lên. Ở nơi khác, Giang tẩu khách lấy một địch năm cũng phải dốc hết sức. Dù sao ông vẫn chưa đạt được cấp địa tầng chính, đối mặt với năm cường giả cùng cảnh giới, muốn giành phần thắng căn bản không có khả năng. Hiện tại ông có thể làm chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Nhưng khi Giang tẩu khách nhìn thấy hàng ngôn băng cũng đang yếu thế, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hết cách rồi. Hai cường giả cấp địa tầng chính. Hơn nữa còn lão tổ nhà họ La, sáu cường giả cấp địa tầng 8 chưa ra tay, còn những cường giả khác nữa. Đây tuyệt đối là trận chiến có thực lực mạnh nhất của giới tu luyện trong 10 năm trở lại đây. Đúng vậy, đều nằm ngoài dự đoán của mọi người. Phương Minh lúc này e là thật sự nguy hiểm rồi. Nhị công tử và lão tổ nhà họ La vẫn chưa ra tay. Một khi họ ra tay chiến cuộc sẽ lập tức thay đổi, không còn trì hoãn được nữa. Trong khi đám đông đang bàn tán, Mục Võ đi tới chỗ Phương Minh. Khi nhìn thấy hành động của Mục Võ, Giang Tẩu khách trở nên khẩn trương. Nếu Phương Minh xảy ra chuyện ở đây, họ làm sao còn mặt mũi đi gặp Bổ Thiên Chí Tôn? Mục Võ, nếu ngươi dám làm Phương công tử bị thương, cho dù thế lực đứng sau ngươi là ai cũng không bảo vệ nổi ngươi đâu. cơn thịnh nộ của Bổ Thiên Chí Tôn không phải là thứ ngươi có thể gánh được đâu. Giang Tẩu khách trống giận, nhưng Mục Võ lại cất tiếng cười to. Còn Bổ Thiên Chí Tôn không buông tha ta. Ông có biết vì sao nhà họ la còn cả bọn họ cũng dám đồng thủ không? Đó là bởi vì Bổ Thiên Chí Tôn đã chết rồi. Tới giờ khắc này, một võ rốt cục không giấu giếm nữa, nói ra kết quả điều tra. Ngay khi hắn ta công bố, cả đám đông đều vô lên. Sự kinh ngạc lần này của họ còn lớn hơn cả lần trước. Bổ Thiên Chí Tôn đã qua đời. Đây tuyệt đối là tin chấn động nhất của giới tu luyện chẳng cách nhị công tử và nhà họ La dám ra tay. Nếu Bổ Thiên Chí Tôn đã qua đời, vậy Phương Minh chỉ là một thiên tài có tiềm năng trong giới tu luyện mà thôi, mà thiên tài như vậy trong giới tu luyện cũng không hiếm. Tôi cứ thấy nghi nghi. Nhà họ La và những cường giả cấp địa này đều điên rồi mới dám ra tay với Bổ Thiên Chí Tôn. Hóa ra là vậy. Tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, tất nhiên họ vẫn đang tiêu hóa tin Bổ Thiên Tôn sư đã qua đời. Tin tức này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiến cả giới tu luyện chấn động. Kiếm gian quân ngừng lại, vẻ mặt gian tẩu khách cũng cứng lại, còn hàng ngôn băng thì sững imagot. Hiển nhiên, họ cũng không biết tin này. Giang huynh, hàng huynh, bổ thiên chí tôn đã qua đời, các huynh hà cớ gì phải như vậy? Nếu bây giờ các huynh rời đi chúng tôi sẽ không ngăn cản. La thương lúc này cũng lên tiếng. Thế nhưng, đáp lại lão là nụ cười sang sảng của gian tẩu khách. Ta đến đây là vì bổ thiên chí tôn có ân với, ta tới là để báo ân. Bổ thiên chí tôn còn hay không cũng không thay đổi gì cả. Đối với ba người gian tẩu khách, họ đến đây là vì báo ân. Cho dù bổ thiên chí tôn đã mất, phần ân tình này vẫn còn. Ngu xuẩn cố chấp. Là thường không khuyên giải nữa. Giờ phút này trận chiến cũng tiến vào giai đoạn ác liệt. Giang quân cả người toàn là máu. Trường bào trên người giang tẩu khách cũng tả tơi hơn phân nửa. Còn hàng ngôn băng tuy khá hơn một chút, nhưng lại bị lục đinh thần tướng bao vây, căn bản không thể ra tay được. Hai vị tiền bối, giang quân đại ca, mọi người đều dừng tay lại đi. Phương Minh vẫn giữ thái độ im lặng từ nãy giờ lúc này bất ngờ lên tiếng, bọn họ đều nhắm vào tôi, hoặc nói chính xác hơn là nhắm vào sư phụ tôi nên mới tới đây chuyện này vẫn cứ để tự tôi giải quyết đi. Phương Minh vừa nói xong, tất cả mọi người đều im phăng phát. Tất cả đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Phương Minh. Trong những người này Phương Minh có thực lực yếu nhất. Cậu ấy lấy cái gì để giải quyết chứ? Phương công tử, cho dù ba chúng tôi có mất mạng cũng phải bảo vệ cậu rời khỏi đây. Nếu họ muốn làm tổn thương cậu vậy cũng phải để lại mấy cái xác. Giang tẩu khách vội vàng khuyên bảo nếu liều chết một lần, những người này cũng phải xem xét đến hậu quả một chút. Vô dụng thôi. Ta nghĩ đây chỉ mới là một phần lực lượng của họ. Nếu tôi đoán không sai, chắc hẳn vẫn còn cao thủ giấu mình chưa ra tay. Phương Minh thở dài, trên mặt tỏ ra tuyệt vọng nhìn La Thương, một võ hắn ta không có thực lực để mời đến nhiều cường giả như vậy. Nhà họ La trước ngày hôm nay cũng không có thù oán gì với tôi, không cần phải làm vậy, cũng không thể trong thời gian ngắn có thể gọi nhiều người như vậy đến được tôi không đoán sai thì kẻ chủ mưu sau lưng là một người khác nghe phương minh nói thế ba người gian tẩu khách hơi sửng sốt còn vẻ mặt một vỏ có chút lo lắng ngược lại la thương lại dùng ánh mắt bất ngờ nhìn về phía phương minh nói đến lúc này mà vẫn còn có thể phân tích được như vậy không hổ là đệ tử chí tôn gặp nguy không loạn ngươi nói đúng những người này quả thật không phải do lão phu mời đến, hơn nữa còn có cao thủ giấu mình chưa ra tay. Vậy nên ta nói rồi, hôm nay ngươi tuyệt đối không ra khỏi nhà họ La ta được đâu. Lời của La Thương khiến những người đứng xem đều ngẩn người. Thế này rồi mà vẫn chưa phải là toàn bộ lực lượng. Vậy lần này rốt cuộc có bao nhiêu cường giả đến nhà họ La? Lẽ nào tất cả cường giả giới tu luyện đều đến đây? Để cường giả này xuất hiện đi, cho dù chết ta cũng muốn chết một cách minh bạch giọng điệu phương minh đầy cô quạng người đứng ngoài xem đều cho rằng đây là biểu hiện của sự buông xuôi la thương nghe phương minh nói thế sau khi suy nghĩ thì đồng ý bởi vì lão thấy như vậy cũng để ba người gian tẩu khách hoàn toàn tuyệt vọng mà bỏ cuộc nếu không ba người này cứ khăng khăng giữ thái độ liệu mạng cá chết lưới rách thì đến lúc giải quyết họ đúng hơi phiền phức